Những viên sỏi khó chịu đang gây trở ngại cho các hoạt động lấy mẫu của Perseverance, nhưng NASA đang tìm ra giải pháp. Sao Hỏa không vui vẻ với những nhà thám hiểm robot của chúng ta. Nó bóp mệt họ bằng bụi, làm bánh xe của họ khó khăn và lộn xộn với các tàu thăm dò của họ, và bây giờ nó đang đặt ra một thách thức mới cho máy bay Perseverance của NASA. Một số mảnh vụn có kích thước như viên sỏi đang cản đường hệ thống thu thập mẫu đá của máy. Mọi thứ lúc đầu rất suôn sẻ. Vào ngày 29 tháng 12, Perseverance đã khoan vào một tảng đá có biệt danh là ISO và lấy ra một mẫu của nó. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển bit chứa mẫu vào băng truyền bit của máy quay, nơi lưu trữ các bit và chuyển các ống đến phần cứng xử lý ống bên trong máy quay. Cảm biến của chúng tôi đã chỉ ra một sự bất thường, Luisa Yandura, kỹ sư trưởng về lấy mẫu, bit và bộ nhớ đệm, trong một bài đăng trên blog vào thứ Sáu. Người lái xe đã tạm dừng các hoạt động lấy mẫu khi gặp lực cản bất thường trong quá trình xếp mẫu. Như nhóm rover đã bày tỏ trong một tweet vào thứ Sáu. Kết quả là mảnh vỡ đang ngăn cánh tay robot của rover xử lý đúng cách ống chứa đầy mẫu để niêm phong và lưu trữ. Kiên Trì là người thám hiểm đầu tiên cố gắng thu thập các mẫu sao hỏa trong các ống kính. Đây là một phần quan trọng của sứ mệnh tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống vi sinh vật cổ đại trên hành tinh đỏ. NASA đang có kế hoạch gửi một sứ mệnh đầy tham vọng trong tương lai để nhặt các mẫu và đưa chúng trở lại trái đất để nghiên cứu. Đội điều khiển chỉ huy máy quay ngược lại bằng cách rút mũi khoan và ống. Nó chụp một số hình ảnh trên đường đi để giúp chẩn đoán sự cố. Yandura viết, những hình ảnh được liên kết xuống gần đây nhất này xác nhận rằng bên trong băng truyền bit có một vài mảnh vụn có kích thước như viên sỏi. NASA hy vọng những viên sỏi rơi ra khỏi ống mẫu. Mặc dù các mảnh vỡ là một thách thức nhưng không có lý do gì để lo lắng. Yandura cho biết các nhà thiết kế của băng truyền bit đã xem xét khả năng này, nhưng sẽ mất thời gian để làm việc thông qua một giải pháp cho phép các viên sỏi thoát ra một cách có kiểm soát và có trật tự. NASA đã chứng tỏ sự tháo vát khi làm việc để vượt qua cơn giận dữ của hành tinh đỏ. Nhóm Kiên Trì có kế hoạch thực hiện chậm quá trình này để đảm bảo hệ thống lấy mẫu rõ ràng và sẵn sàng hoạt động trong tương lai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.